Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, chỉ thị 17 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính trong các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh ra đời đã tạo được những chuyển biến tích cực trong việc thực hiện quản lý cán bộ công chức. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì vẫn còn rất nhiều vấn đề đặt ra thuộc về thói quen, lề lối, tác phong của một bộ phận cán bộ công chức. Để thực hiện nghiêm chỉ thị, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thành lập đoàn kiểm tra giám sát việc triển khai thực hiện ở các cơ quan đơn vị. Trong chuyên mục đối thoại với cử tri hôm nay, chúng tôi đã mời đến trường quay ông Lê Đình Lý, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, trưởng đoàn kiểm tra giám sát việc chấp hành kỷ luật kỷ cương hành chính để trao đổi xung quanh vấn đề này. Trước hết xin được cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia chương trình. Thưa ông, những cái kết quả đạt được từ việc triển khai thực hiện cái chỉ thị 17 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy là rất đáng ghi nhận. Tuy nhiên vẫn chưa đạt được cái kết quả như mong đợi. Vậy ông có thể cho biết về cái mục đích của cái đợt kiểm tra giám sát lần này là gì? Có thể nói chỉ thị 17 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính trong cả cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh được các vị chính quyền cũng như đông đảo cử tri tỉnh nhà đặc biệt quan tâm. Thực sự đây là một văn bản hướng đi vào cuộc sống, được đa số cán bộ công chức và nhân dân đồng tình ủng hộ. Qua kiểm tra, nắm bắt tình hình của nội vụ, nhìn chung ở các ngành và địa phương đã có những chuyển biến rất tích cực. Song vẫn còn một số cơ quan đơn vị và một bộ phận cán bộ công chức chưa chấp hành nghiêm các nội dung của chỉ thị. Cuộc kiểm tra giám sát lần này nhằm mục đích kiểm tra giám sát việc quán triệt và chấp hành các nội dung của chỉ thị 17 ở các cơ quan đơn vị từ tỉnh đến cơ sở. Thông qua kiểm tra giám sát, đoàn sẽ tổng hợp đánh giá một cách khách quan, chính xác tình hình chấp hành chỉ thị ở các ngành và địa phương và để báo cáo kiến nghị tỉnh ủy, ủy ban tỉnh tổ chức chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới. Được biết đoàn đã kiểm tra giám sát tại một số cơ quan đơn vị. Vậy thì theo ghi nhận của đoàn thì những cái chuyển biến rõ nhất trong thực hiện chỉ thị 17 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy hiện nay là gì ạ thưa ông? Qua tổng hợp kết quả kiểm tra ở một số cơ quan đơn vị cho thấy bước đầu đã có những chuyển biến rất tích cực trong cán bộ công chức. Thứ nhất, đó là ý thức của cán bộ công chức về chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính. Việc quán triệt và chấp hành chỉ thị 17 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy là cơ hội để cán bộ công chức tự soi lại hình ảnh của bản thân mình về đạo đức, tác phong, lề lối làm việc trong thực thi công vụ. Thứ hai là việc chấp hành các quy định về thời gian làm việc đã có chuyển biến, tình trạng đi muộn về sớm, làm việc riêng, uống cà phê trong giờ hành chính đã giảm đáng kể. Thứ ba, điều dễ nhận thấy nhất, tình trạng uống rượu bia trước, trong giờ hành chính, giờ nghỉ trưa, trong ngày làm việc đã giảm hẳn. Thưa quý vị và các bạn, những hình ảnh mà chúng ta vừa xem được chúng tôi ghi lại từ đợt kiểm tra giám sát của đoàn tại một số cơ quan đơn vị. Thưa ông Lê Đình Lý, với rất là nhiều ý kiến của cử tri và cả bản thân chúng tôi thì cho rằng tình trạng cán bộ công chức đi làm muộn giờ hay vắng mặt trong cái giờ làm việc và không có lý do chính đáng ấy không phải là hy hữu mà rất là nhiều. Vậy ông nghĩ như thế nào về vấn đề này? Vâng, đó là những hình ảnh rất sinh động về thực trạng chấp hành giờ giấc làm việc của cán bộ công chức. Đến nay đang còn một bộ phận cán bộ công chức chưa chấp hành tốt các nội dung của chỉ thị. Thủ trưởng, người đứng đầu một số cơ quan đơn vị chưa quán triệt sâu sắc và kiểm tra giám sát để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Và đây cũng là một trong nội dung trọng tâm của đoàn sẽ kiểm tra giám sát ở các ngành và địa phương. Thưa ông, có một thực tế hiện nay nhiều cơ quan đơn vị phản ánh là thiếu biên chế, trong khi nhiều cán bộ công chức trong cơ quan lại chưa phát huy hết cái vai trò trách nhiệm với công việc. Vậy chúng ta phải giải quyết như thế nào về vấn đề này? Theo tinh thần của nghị quyết Trung ương lần thứ 7 khóa 11, từ nay đến năm 2016 các cơ quan đơn vị không được tăng biên chế. Để giải quyết vấn đề này, chúng ta phải thực hiện tốt một số giải pháp sau đây. Thứ nhất là đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ gắn với cải cách thủ tục hành chính, xây dựng một nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm năng động, minh bạch và hiệu quả. Thứ hai là tiếp tục xây dựng hoàn thiện đề án vị trí việc làm gắn với việc hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn chức trách nhiệm vụ của từng cán bộ công chức trong các cơ quan đơn vị từ tỉnh đến cơ sở.
Và thứ ba là tiếp tục đổi mới công tác đánh giá cán bộ, chú trọng đánh giá thành tích, công trạng, kết quả công tác, coi đó là thước đo chính để đánh giá phẩm chất, trình độ, năng lực của cán bộ công chức. Thứ tư là nâng cao chất lượng thi tuyển, tuyển dụng công chức, viên chức, tiếp tục thực hiện thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao. Và cuối cùng là cần phải tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát tình hình thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính ở các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh. Rất nhiều cử tri băn khoăn và tình trạng này cũng đã xảy ra rất là nhiều. Đó là sau khi đoàn dừng kiểm tra thì mọi việc đâu lại vào đó. Vậy thưa ông, để tránh tình trạng này thì chúng ta có những cái giải pháp gì? Qua kiểm tra cho thấy tình hình chấp hành kỷ luật kỷ cương hành chính theo chỉ thị 17 đã có chuyển biến rất tốt. Tuy nhiên, để thay đổi triệt để từ nhận thức đến hành vi, những tập quán thói quen, phong cách của từng cán bộ công chức phải có thời gian và cần phải có sự quyết tâm chính trị rất lớn của các cấp, các ngành cũng như mỗi một cán bộ công chức và tất cả chúng ta. Trong khi một số cán bộ công chức chấp hành chưa tốt kỷ luật kỷ cương hành chính thì cần phải tổ chức các đoàn kiểm tra giám sát đột xuất không báo trước để phát hiện và xử lý kịp thời những trường hợp sai phạm. Thưa ông, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói một tấm gương sống còn giá trị hơn 100 bài diễn văn tuyên truyền, và bằng cả cuộc đời của mình thì người đã chứng minh điều đó. Vậy trong thực hiện chỉ thị 17 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thì theo ông, người đứng đầu mỗi cơ quan đơn vị cần có cái vai trò trách nhiệm như thế nào? Trong hoạt động thực tiễn thì người đứng đầu luôn giữ vị trí vai trò hết sức quan trọng. Người đứng đầu là người lãnh đạo, quản lý, điều hành mọi hoạt động của cơ quan đơn vị. Họ là chỗ dựa, là niềm tin, là linh hồn của tổ chức. Chỉ thị 17 cũng đã nêu rõ trách nhiệm, nêu gương của người đứng đầu trong thực hiện các nội dung của chỉ thị. Do vậy, người đứng đầu một mặt phải làm một tấm gương sáng để mọi cán bộ công chức noi theo, mặt khác phải tổ chức quản lý, kiểm tra, đôn đốc, uốn nắn, xử lý các trường hợp vi phạm trong cơ quan đơn vị mình. Mỗi lời nói việc làm của người đứng đầu có sự ảnh hưởng đến tư tưởng, hành vi của mỗi cán bộ công chức. Nó có sức lan tỏa, lôi kéo mọi người làm theo. Ngược lại, nếu người đứng đầu chấp hành chưa nghiêm, thiếu gương mẫu, thì tin rằng việc chấp hành kỷ luật kỷ cương hành chính ở đơn vị đó sẽ khó đạt được mục tiêu yêu cầu đề ra. Vâng, xin được cảm ơn ông đã tham gia chuyên mục đối thoại với cử tri của Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt. Chuyên mục đối thoại với cử tri được thực hiện bởi sự phối hợp giữa Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh với Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Mọi thắc mắc của cử tri xin gửi về địa chỉ đối thoại với cử tri ntv@gmail.com.